mấy trăm đồng tháng cái cây gì. nó lớn nó chạy dài qua bên đó rồi. Bây giờ dọn bên này cho mấy nhóc em nó có chỗ nó chơi, giờ nó đá banh luôn đi chơi. Làm sân banh cho mướn, mình Việt Nam là sao làm sân banh cho Việt mướn á. Nam làm sân banh cho mướn là ngon à.